Dạ xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ hôm nay mấy cha con có nương cùng với ông Út chạy giỏ lên đầu cồn mình đi bắt hến. Dạ. Dạ giờ đến cái bãi tắm cồn rồi đó mọi cô chú. Ngay chỗ này có cái bãi cát nè. Lúc trước là ở đây có tắm cồn nha, rồi sau này không có tắm nữa. Nghe nói trên đây có hến rồi, hôm nay mình lên mình bắt hến. Rồi dựng xuống đi chơi, lấy cái dầm chổi xuống. Một cái giỏ lên. Dạ chỗ mình ở gọi là cồn bà Hòa nha một cái chú. Nhà mình ở dưới đuôi cồn. Lãng ở trên đây là đầu cồn. Ừ, có phải không? Lấy cây cào múc ơi. Cái đây ông dễ cào á. Có đem cây cào theo nè. Không được, cắm mới được. Ở đây mình có thể nhìn thấy bến đò. Cái bến đò gạch gọc. Đi qua phía bên kia là xã Mỹ Hội Đông. Cái đò này đưa thẳng mình vô độ lớn luôn nè. Mà xa lắm luôn không Út? Mấy hộp mới rỡ tới đầu rồi. Ủa ở đây cũng có nè. Ơi được con hến mà chói hao luôn rồi. Có mà sao nhỏ nhiều quá. Không, có được ốc gạo luôn á, ốc gạo với hến. Nè ốc gạo nè, hến nè. Giờ này sâu quá. Sâu dữ. Cái này lặn mà hến đã luôn. Tiếc cái trong đây mà con đứng đụng không tới nè, phải dịch cái hao đi chị. Tính bắt trong đây nè, trong đây cũng có nữa nè. Phải lấy cái dây buộc vô mới được. Đấy là đây nè ông ơi. Ốc gạo nhóc chưa. Ủa dưới đây nè. Đạp dưới chân nhóc chân nè. Cái dây còi rớt rồi. Con cậu là chắc vậy tới mốt luôn. Đụng mà nó trồi lên hoài rồi, nó nổi lên hoài à. Ngay đây có là chị đứng. Chị lấy cái chân chị kẹp lên. Đây nè. Đứng một chỗ. Nè. Cái này lặn bắt từng con biết chừng nào mốt. Chừng nào mới đủ ăn. Ôi thằng chị nó bắt mấy con này nè. Ồ bay con này con mấy con này ăn được nè. Ồ rồi lựa hết bự đi. Bóc cái trơn mà nhặt hơi nhỏ. Cha gáp cái cây cào à. Là tội nó bỏ. Ôi có hến bự nè. Bỏ rồi đứa này. Lặn lặn mắt mình con. Lặn đây tới chiều cũng đủ ăn. Ở ngoài đây là sông lớn luôn nha mọi cô chú. Cậu mà mau rồi cha. Cứ lặn khớp hết trơn không à. Ngay chú con này cho nhóc hết trơn luôn á. Trên đây đất cát mình dễ cào hơn ở dưới. Ở dưới đất bùn. Rồi dưới này nó dễ cào hơn. Dạ. Bắt đầu có mắt. Nè lấy giờ con bắt được mấy con rồi nè. Nước không rồi hôn. Nước thao vô nước không á. À lấy thao lũng. Rồi chúng thao lũng luôn hả. Thao lũng. Con trẻ rồi. Nên nãy giờ mất được đâu 6-7 con à. Ủa sao chị kẹp chân phi vậy? Đưa cái chân á, kẹp nó lên nè. Ủa? Ủa con này ngộ vậy? Ủa, nó sáng như con ngu. Này con chim chép hả? Hay giống như kè, 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 sọ cổ vậy? Nước được, nước kè đẹp kìa, con nó đẹp á. Dạ. Chứ mà sao mấy có.
Lấy cái thao gì vô nước không? Cái này hơi mệt nha. Hai con nè, con bị nhấc chân nè. Kẹp chân lên mạnh nè con. Đẹp đẹp không? Chứ mấy con sò tổ ha. Dạ lấy dạ. Cái này đây mới được. Có nôm mốt. Ừ. Kẹp chú ngốc gạo. Có mấy con đẹp đẹp không à? Dạ. Bữa nay mình đổi hướng lên đầu còn mà bắt hến không ốc. Còn có ốc nữa nè. Ốc gạo nhất. Ừ. Gạo, ốc gạo nhiều. Mình bắt ở dưới đuôi nên cạo gạo luôn. Nhiều không? Để bắt được nhiều. Ồ nước sâu lúc đầu luôn á. Mặt trơn à. Nó mới đây cạo nó dễ. Ồ kìa, nhiều kìa, này cạo được cái cạo ăn. Dạ có bự bự không á. Ừ, lấy con này là chị đã quá à. Cái gì mà lúc đầu mình nha. Để em đụng mấy cái con ấy rồi cái mình chút vô luôn. Không này cạo được chứ. Nhiều chứ. Đúng ha. Cạo này cạo nhiều, nhiều nè. Mấy con đẹp hôm nay đẹp dễ cạo. Con đẹp đẹp nữa hả? Nè. Nút lặn bắt nè. Con đẹp đẹp nữa nè. Con biết ăn đẹp ăn ngon không á? Mình ngon chứ. Nó tại nó nhỏ nó đẹp. Giờ nó này là lớn luôn. Được ba con. Tại con hến bự rồi. Cái đẹp đẹp không à. Thấy không? Đó, nè con đẹp đẹp không? Kẻ ổ, tốt ngoài. Ở ngoài nó vậy. Ủa, hôm nay là vô mít rồi. Tội con có mặt chay không à. Cào mà nó bắt không được sâu. Cào nó nhặn xuống. Ô dính dính rồi, gọi trao rồi, trao rồi. Giờ này nước lớn rồi. Sâu. Nước. Nãy nghe cái chỗ nào con đẹp đẹp nhiều. Ừ, ngoài ngoài. Đây nè, hến nè. Ở trong này hến. Ù dưới chân nhiều lắm nè. Chân nào quên. Nằm nhóc. Được mấy con, được một con. Tàu ở dưới chân cũng mất không à. Cào nổi không cha, đến đây cũng nó dễ thiệt nhưng mà cái cào không xuống. Cào nhẵn lắm xuống. Dạ, đây lấy cái chân mình kẹp lên. Dưới này nhóc chân này. Dạ. Không xuống bơi. Cào cũng đứng còn nha. Ê, phớt ở trên không dính hết nhiều chứ. Cái này đạp nhóc hết trơn nè. Có kìa. Nha. Em đừng cái thao mới được kia, cái thao này nó chìm mà. Để lại vỏ đổi thao. Đổi thao đi. Có thao nữa không? Dạ đổi lại em mút mấy thao xanh kia. Cái này cào dính rất nhiều nè. Ê, có mấy cái con bự bự nữa là ăn lắm luôn á. Dạ nổ. Con mút đẹp tiếp. Nè lựa lựa vô thôi. Xong vô đổi thao đi. Cái thao này bị lủng rồi nước nó vô. Bắt mấy con bự bự này nó mau nè. Chắc này nước nó chảy lên nè, con đứng lên nó coi cũng dặn hết hồn. Cái da cũng đảo. Nè nè nè. Nổ đứt rồi kìa. Nổ lên trong nè. Giống như biển lặn vậy nó nổi lên rồi. Vậy đi đổi ra. Đổi ra không kìa. Giữ bắt qua kéo không nổi. Đạp cho nhẹ không đó. Thank you.
Nè, đây nhóc chân là đạp cái chân nó. Đây nữa nè, đúng cái chân luôn nè. Mà mình phải ra ngoài xa mới có ha, ở trong mé cũng có. Nhóc chân. Tôi dở lên thử rồi, quá trời nặng à. Sao chị nặng vậy? Ba con. Trời giống nút cạo vướng vậy luôn rồi. Tắt cát mà sao nó ở trên nó cứng á. À nguyên lớp cát hay gì á. Ăn lớp cát rồi, dở được rồi. Chỗ này hơi khó chỉnh hơi nè. Đâu? 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 Đó, kẹp chân ở đây nè. Có không cha? Thấy cào dữ lắm, không biết có không. Có con cào vô, nguyên gục đất luôn, đất. Rồi, kéo không muốn nổi. Cào ở trên đó thì nó không vô. Đạp cái chân lự hết trơn á. Không mới à. Ui cái này sống đánh cái vỏ như. Được 6 con luôn rồi. Để vô. Sao biết giờ được nhiêu. Được 2 con, 3, 4 con đẹp. Trên đây con chim chép màu đẹp quá ha. Cái này con chim chép mà sao con bung bung chang chang á. Đó là bung bung. Bung chang chang. Không, con này chim chép nè. Hết vỏ nhiều quá. Mà nó sáng nha. Sáng á. Nhìn cái màu nó đẹp ha, giống như ngọc trai nữa. Rồi chị Vịnh đi. Nước mà kia luôn đó coi, mình nước lớn. Nước lớn nè. Ở cái gà đó mà nó lặn nữa đó. Quá nữa, quá quá hì hì quá. Hút vô. Đủ tay hút. Vâng, để con lấy cái này đi gần đưa ông hút liền. Lụm sơ sơ đi cái gì mà nhà mình lựa cho dễ. Ở đây lựa nó lâu quá. À, được mấy con đẹp nè. Đó kìa. Con hoàng mò được rồi. Sau mới có. Giờ cho anh hoàng mò. Trời cái nhà. Nè. Nè, hút nước ra con đẹp nữa kìa. Nãy giờ mấy phút rồi ta? 10 phút được nhiều rồi. Coi 10 phút. Em hút ơi, gõ hút ơi. Cái non lá nè. Chị đội lên luôn được không? Em thôi đội lên hợp thứng được. Đây chị đội lên luôn hai cái. Giờ mút anh Hoàng giúp kho lặn. Còn mình chắc cạo. Wow. Có không? Được nhiêu nữa. Mày không có hết đẹp. Còn nó phải ra ngoài xa, càng ngoài xa mới có. Để ngoài xa á. Thao con đẹp luôn nè. Ừ, để cho Thao anh. Nghèo quá, chạy 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 vậy á. Hợp với cái nước mà nghèo quá chạy chạy vậy á. Nó có hút gạo. Gạo ốc hết nè. Lấy cây gỗ cào vô. Cái sạc sạc bỏ hồn lắm. Có không ốc? Có, nạo được có nhiêu mà sao hết không bự thôi. Chắc ra ngoài xa á. Chắc là xa quá. Dạ, đi dắt này cái nước lớn rồi. Nãy nước rộng cái giờ nước lớn không tới. À, được luôn nè, kẹp chân mà được không vô mấy nó nhỏ nhỏ. Giờ đứng đây không muốn lúc đầu luôn rồi. Đó mà. Đó. Được năm con. À. Ở đây nước sâu quá mình phải lặn mình bắt mới được. Có hơn mà. Đó. Kìa. Nó
cò lọt đi. Không có thấy đẹp hết rồi. Con gà đi trước mỏ hết rồi. Nhóc lên á. Cả trái động lắm. Đây cha cào có con bự nè. Lựa lên thôi, lựa sơ sơ đi, về lựa lên nữa. Ủa có con cá cha, cá lưỡi trâu kìa. Đâu nè. Ủa dính con cá luôn hả? Cá lưỡi trâu. Rồi để gõ lên đi. Đó là mấy con cũng đẹp đẹp, vô dinh dẹp. Bỏ ơi uống đi trước, lo ra uống hết con bự hết rồi. Nè. Bung bung hả? Bung bung gì vậy? Này con chan chan. Chan chan. Bung bung chan chan. Nghe không? Nhóc chân. Rồi để vô gõ nè uống. Ô đây nè. Đây là gì vậy? Giờ mình bắt dở quá, mình đứng cầm cái thao. À, hai ba con bự luôn mà. Ừ. Chào cái cây không đâu, chào chọt vô. À mình đi nước lớn rồi. Nó nãy đi nước rồng đó mà sao chú xíu nước lớn nữa. Xích vào đây nè. Coi cái vỏ đi, không có cái vỏ đi về nữa. Ủa đập dữ rồi. Ôi dính vậy chị, con bự nè. Ủa thấy ham quá vậy, ôi cái màu đẹp quá ha. Giờ lên nét cái chân. Có màu xanh xanh nè. Lóc cái nè. Con đứng mua hết tới rồi đó. Càng ngày càng ra xa. Ốc vàng. Trên đây cũng có ốc mua vàng nữa. À, hai ba con đẹp không nè, cái nào cũng hai ba con không nè. Ừ, vậy. Để vô gỗ luôn. Con này đó. À, nè, em được hết bự nè. Nào. Con mới. Đó. Nè, để gỗ. Tại lần đi thế nào cũng đủ ăn không biết. Đủ ăn. Quý vị nãy đem ngự cái thao ha, coi ai bắt được nhiều. Không mà sau nữa có con đẹp con mút ơi. Trời. Giờ ai lặn lâu nè mút ơi. Chắc mút lặn lâu quá. Thôi cha cào được nhiều không? Nhiều chị. Nói chung là nhiều hơn mò. Rồi đổ vô thao. Ừ, cào mau có ăn hơn. Mới cào mau hơn. Mà lặn mà được cái gì hơn, được con bự á. Được cái con bự. Ôi chú ở ngoài thả lưới kìa. Mà sông lớn thì thả lưới mình dính cá bự. Thôi ra mà sông bự á, sao sâu quá mới có. Giờ đó nghe tập 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 tập. Mà không biết con nó ăn ngon không á? Ngon. Ngon không Út? Ngon. Đâu sâu má, có con bự lắm rồi. Ừ, nên bắt con bự đi cho mèo. Có con nhỏ mà nó nè, nó có cờ. Dẫm cờ rồi. Dẫm cờ. Giờ này là gia đình mình lên lên trên mặt nước luôn nè. Sao mà nó nổi lên hoài vậy? Hơi nhiều. Hơi nhiều nổi lên hoài à. Ông Út thì phải cho ra biển là lặn bắt nhum bắt hào đó ha. Đục hào nữa. Đục con sò, con gì nè, con sò mai á. Ô của cha con nè. Kim cương hột sòn không à, đặt cái kim cương hột sòn đâu à. Lưỡi cho tôi lên cái ông. Lưỡi lưỡi. Lưỡi cho tôi lên. Dạ nãy dính con nữa kìa. Thả đi chơi, con nó nhỏ luôn. Để anh bạn nguyên một nắm rồi. Không con. Nhóc. Xuống dưới đó, càng xuống dưới đó chỗ mới. Mới chỗ này. Nhiều. Đây nè, em đứng chỗ con bắt được ba con nè. Kẹp cái chân lên. 60 tí rồi chú ơi. Dính chỗ, con dính lưới. Chú chân lưới dính gì vậy? Dính cá hay con chim chép à? Dính chim chép à? Nãy giờ mấy ký rồi chú? Nãy giờ mấy ký cá rồi? Mấy ký gì vậy?
mình. Có không cha? Nè thôi thôi đổi cho cha. Nè. Sâu quá rồi, ngoài đây sâu rồi, mới đi gian dướng nước đây cho chú. Ồ đây có nè. Cướp nói ghê quá. Ủa đây có con bự nè. Chỗ nào kìa, anh quạm hay nóng luôn kìa. Chừng để con hết luôn á. Nãy giờ lặn được con hết. Đây mình kẹp. Ở dưới chân bắt lên được nè, hết bự luôn nè. Mấy con này nhóc chân nằm dưới lự á. Chỗ nhiều mốt mới luôn. Cái dảnh thế mốt nguyên một nắm luôn kìa. Nóng luôn. Có không? Có. Mấy con bự hả? Cạo quay về. Tới anh Hoàng cạo đi. Cho cha bắt rồi. Cạo hơi đuối sức rồi. Mày cạo cái bự nữa múc rồi. Dữ dữ rồi. Nói dữ. Nãy giờ quậy đây cá đi hết. Đâu thành quả con út đâu. Nè, nhóc. Ồ. Nhóc. Cái con này cũng bự con hơi con hết nữa. Dạ. Dạ. Mấy con hết lẽ bỏ chứ đừng chào ra bức rừng. Mất công. Đó đi chà. Gì á. Ủa nãy giờ cũng nhiều nè, nửa thao rồi nè. À, còn lấy cái gỗ luôn. Có cạo á, nó mau á. Đây được nửa thao rồi nè. Hến với cái con bung bung chen chen. Nó mới có chỉnh. Nắp cho nè. Kìa kìa chị. Có hả? Tới liền. Quá. Nhiều nhiều nhiều. Ủa nhiều kìa. Anh Hoàng này cào được. Cũng ngỡ nghe ngỡ chứ cha. Nè, mốt bạn nào mới cào nữa nha. Để cha hơi lặn con bự nữa kìa. Con bự ở ngoài xa, ngoài nước sâu á. Nhưng được con hến á. Con mơ chứ. Mà hến trên đây thấy ham nữa. Nhóc hết trơn. Để nó bắt ba con này ăn cho nó mau. Tại nước ở đây cạn rồi mình ngồi tới bắt mau lắm á. Ở vậy. Cực phải lặn. Thế mà nãy giờ rồi vậy mà cũng mau á chị. Bỏ cái này đi. Con này không ăn. Lúc lặng thấy nha. Nước sâu quá à. Này nước lớn nhiều. Ông Út dốt ho lặng. Nước ho nổi trước, ông Út chưa nổi được mấy con. Nước nổi. Sâu quá à. Không tới luôn. Ồ, mút hơi dài chứ, cả hơn mút nổi. Được chưa? Hà mút đỉnh luôn. Okay. Đỉnh con đỉnh luôn. Bởi ra mút lặn qua xong kia luôn rồi. Này, cà đỉnh luôn. Rồi giờ mút ơi, đủ ăn rồi mút ơi. Ôi, sao hết nhỏ. Dạ. Có ba con này được. Nè, mà cô chú ơi, thành quả gia đình mình đi bắt hến. Hay một thao hến nha. Với mấy con này là bung bung chen chen. Rồi, lên vỏ đi về. Giờ phải vô trong mới lên vỏ được cái này sâu. Người nào nước rồng á. Dạ. Dạ hôm nay mấy cha con của nương cùng với ông Út mình đi bắt hến. Rồi có mấy con bung bung chen chen đó nè, với ốc gạo. Bây giờ về mấy mẹ con mình làm bữa ăn nha. Hôm nay thì nương sẽ làm món cháo hến.
Còn con bung bung chan chan này mình sẽ nướng mỡ hành. Còn ốc này để lại ăn sao? Nhiều quá ăn hết. Nhiều quá. Dạ. Thấy vậy mà về lựa ra nè, một gỗ hến. Lúc bắt đâu thấy ốc gạo nhiều đâu mà về lựa ra cũng một hai ốc gạo ha. Ốc gạo nó trắng phiếu à. Còn ốc quắn của mình thì nó đen nè. Ngâm cho nó nhả đất ra. Có con này đẹp nè. Con này nè. Nó kêu con dùm nó đẹp lắm. Không biết kêu buông buông chang chang á. Mà lên trên đó thì cái màu nó sáng hơn á. Chút mình nướng nha. Nó ở đất cát dạ. Sắc hơn. Còn mẹ bên đây thì sắc cái bắp chuối để mình trộn gỏi hến á. Này chuối gì mà? Chuối sáp. Chuối sáp mà. Còn nước sôi vậy con đi đãi hến nha. Rồi nước nó sôi lắm rồi, cho hến vô mình đãi. Hai giá rồi. Cho nó sôi lên cái mình xơi. Dạ. Nó sôi á mình quậy nè, hến nó nổi lên cái mình vớt. Mình đãi hến xong rồi bắt cái nồi nước lên để mình nấu cháo nè. Gạo này thì mẹ có gan sơ. Giờ mình cho vô cái nồi cháo, cái nồi nước mà. Cho gạo vô cái nồi. Còn hến thì mình đãi được bao nhiêu hến nè. Mẹ chấm gỏi xong rồi chú, giờ gấp ra dĩa. Đây mình có cho vô 2 muỗng hến. Còn hến kia mình cho hồi tí lên mặt. Rồi mẹ hút hến gỏi. Quặn ngược lại. Để con dép cho hết. Rồi mày đã hết luôn. Đầy dĩa. Đầy dĩa. Đây hến mình trộn gỏi phần nửa, còn phần nửa mình để cho cái nồi cháo. Chị nấu cháo giờ quay bên nướng con
bùng 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 chan chan ta hào quá hào nó không giống như hào nướng mình ơi nó không bùng bùng chan chan rất thích không cái này cho mở hành xong rồi tới đậu phộng. Nướng thơm quá em không? Thơm. Dạ. Dẫn. Thơm. Thơm phức. Dạ món ăn chín rồi, con mời cha mẹ mời ông Út ăn. Rồi mời ông bà cô chú cùng thưởng thức với gia đình. Dạ. Dạ. Mời dạ. Cháu. Mời cha mẹ. Mời cha mời mẹ mời ông Út. Dạ mời cái nhà dùng cháu luôn. Mời cái nhà dùng cháu, cháu luôn. Rồi mời cái nhà dùng cháu. Cháu này ngon lắm rồi đó. Dạ. Chứ ăn biết ngon rồi đó. Này ăn cho hết nè. Cho hết nè. Ăn mới đột mới. Lặn mà nổi anh không á Út. Út hơi dài. Đúng rồi, Út hơi dài. Mấy tôi lấy cục đá ra đeo theo. Thứ đó nó bụng nghe, hết hơi nhiều nấu hình. Đây chị múc luôn cho. Tức hơn gì chị? Qua đây rồi. Giá hả? Giờ này nhà có gió không? Có gió rồi, có gió rồi. Chị gấp gỗ tới hơn về đấy chưa? Được rồi. Bài hồng vô. Ngon quá. Ngon không Út? Béo không? Béo. Ngon. Im á. Im. Im, im. Mùi hến nó bay lên thùng mứt. Ngọt quá. Ngọt. Sáng lặn quá, lặn giờ ăn cháo cho ấm bụng. Cái gì? Còn mấy con... Gọi gọi coi. Bung bung nướng nữa nè. Trồng hến mà ở ngoài hến nữa ăn. Thề. Này hấp hơn, hấp cháo không cũng ngon nữa, khỏi ăn kia nữa. Dạ. Cổ chuối ngon quá. Trộn vừa ăn. Cái này cũng ngon luôn. Cái này là mình không tốn gì cho hết không á. Cái giả lá dừa rồi đó. Đừng chút có ăn. Còn mình dễ kiếm ăn hả cô? Ừ, thì chút cá cũng có, hến, ốc, cua gì nhóc. Nhóc. Mình chịu khó ra bắt là có. Có cua hơi khó kiếm nghe. Dạ. Cua phải tới mùa có hang nhá. Phải có mùa được. Dạ. Nó không dính. Ăn cháo kèm gỏi vô ngon mà. Ừ. Gỏi là ngọt. Dạ. Nó cua nó cũng còn mà nó ít hơn ngàn lần. Dạ. Quay kiếm hang mới được. Có mùa nước nổi nó đặc giớn á. Đưa giớn nhiều. Giờ làm ra nhúc. Rồi nhúc chết trời. Thấy trong hầm cũng có bò lại gai. Còn làm con này thử coi. Ừ, thử em Út. Nó nhiều món mới được. Cái này cái giá. Cái giá thôi. Con này chắc mặn luôn hả? Quên lấy muối. Ăn chứ. Chấm nước mắm cũng được. Không, dạ. Ừ, ngon. Nó chấm nước mắm ăn biết. Bé quá. Dạ. Nếu mà chấm muối tiêu chanh cũng được. Ừ, này muối tiêu chanh ngon. Dạ, ngon. Quên. Mất tiêu. Muối tiêu chanh. Tiêu chanh nó ngon hơn cái nước mắm. Cháu ngon quá. Chén nữa, hai chén. Mấy con này là đặc sản. Con này giống con nguôi biển chứ bộ. Hà biển á. Con hà biển chứ. Giống hà mà không phải. Không phải. Giống như con sò tọ quá. Ừ. Sò tọ nó cỡ này nè chứ đâu có thấy đâu. Giống có con trồng kia kìa nó chung. Mình con chim chép.
Dạ. Giống ngọc trai ở biển á. Ừ, giống. Giống đủ hết con. Mẫu đẹp. Con chăn cha, chăn cha, chăn trang kia nó đâu khác khác này. Ngon mà, béo không? Béo. Béo ngấy. Béo. Béo mà nó mềm, cái nó không có dai như con kia. Thử con béo. Mềm nó ngon lắm. Nó không có dai. Ngặt. Con kia nó dai. Con kia dai lắm. Con chăn cha nó dai như con bung này. Béo, em nướng thấy béo lắm luôn. Bắt lửa đi. Bắt lửa đi. Thôi nữa. Để xôi hỏi đặt. Thế là mềm ốc mà. Ngon dạ, mềm. Không có dai nữa. Nó không dai. Còn kêu dày ngách nè. Còn cứ dài dài á. Dài nhất. Dài dài chim chim chép. Dài dài đấy hả? Ờ ờ ờ. Con cháu thêm ngụm ốc. Mà con nào cũng béo hả? Béo không chứ. Dạ, ông bà cô chú ơi, hôm nay thì mấy cha con của Nương cùng với ông Út đi lên đầu cồn mình bắt hến nè. Về nấu nồi cháo hến ăn rất là ngon luôn nha. Vậy thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn ông bà cô chú ở video tiếp theo. Và xin chào ở nhà cả nhà.